Em xin chào cả nhà. Và lời đầu tiên thì cho em xin phép chào cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe và tất cả các bác máy cày đang xem kênh của Lê Tuấn. Em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Và hôm nay tiếp tục em lên cho các bác một siêu phẩm Yanmar IM1700. Chiếc xe này là của một nhà vườn các bác ạ. Đây, nhà vườn này. Thì hôm nay trời mưa gió ở tại Minh Hưng. À, tại Minh Thạnh quý vị nhé, Minh Thạnh. Đấy, thì rất mưa, em cũng chịu khó vào đây để em tìm cho các bác. Thì trong những video em lên cho các bác là toàn là Ford, Belarus và tất cả những cái mọt. Thì hôm nay là video của em lên là một Yanmar IM1700. Chủ nhà ra giá luôn cho các bác biết là 25 triệu các bác nhé. Trong cái tầm giá 25 triệu này một đầu và một mọt các bác ạ. Thì cái mọt em báo giá, em cũng nói luôn cho các bác là dài 2,5 m, rộng 1,5 m, cao 90 phân. Và chủ nhà có làm cọc tròn để chúng ta đôn lên, để cho chúng ta chở được nhiều nữa. Mọt lết, đơn bánh, quý vị nhá, giá 25 triệu. Trong tầm giá này, các bác ai đang tìm trong dòng xe máy cày nhỏ để chở phân, chở củi, thì các bác hãy điện cho Lê Tuấn 0394 326 198. Lê Tuấn đã dẫn lại gặp chủ nhà để chúng ta thương lượng trong cái tầm giá 25 triệu và có mọt này. Bây giờ để biết thêm chi tiết để cho kỹ lưỡng hơn với cái tầm giá đó thì xin mời cả nhà cùng Lê Tuấn chúng ta đi vào để review trực tiếp chiếc xe này từ vỏ cho đến ruột và máy móc các bạn nhé. Rồi xin mời cả nhà chúng ta đi cùng Lê Tuấn. Đây là cái vỏ trước cả nhà. Đấy, và la răng nó liền khối luôn quý vị, rất nhẹ nhàng và đang còn zin của nó luôn, toàn là chữ Tây và chữ Tàu 5.00 quý vị nhá. Đây, đấy, em lấy xa ra từ ngoài cho các bạn biết, rồi cả nhà chúng ta biết. Đây, rồi đi vào đi đằng trước thì đèn đang còn quý vị nhá, không biết còn sáng hay không có biết, nhưng mà vẫn là một cái hình, tức là màu cái màu nguyên thủy của nó. Thứ hai nữa là có một cái biển số, biển số thật luôn quý vị nha, 72HJ6432 quý vị ạ, H9 6432. Rồi đi qua bên này thì vỏ bên này thì vỏ ba gân các bác nha, bên kia cũng ba gân nhưng mà vỏ khác, bên này vỏ khác, cầu băng, cầu vuông, roi gà quý vị nhá. Đó, rồi ok, xong rồi thì bắt đầu đây là có một cái IM Yanmar 1700. Đây là thương hiệu của em đó. Rồi để tiếp tục trên này là Yanmar M1700. Rồi đi vào để chi tiết ta nhìn vào heo của em nó một cái. Này. Đây quý vị. À, cái này cái máy nó hay lắm cả nhà ơi. Có con heo của nó có hai máy này nè. Đấy các bác mà đang rành ở trong vấn đề Yanmar, các bác cứ bình luận comment cho em. Nhá. Chủ nhà nói thì chưa đụng gì về máy móc hết. Đấy, xài mua về xài đến bây giờ. Đây con heo của nó nè. Đấy. Rồi bình dầu. Nhiều khi các bác biết rồi, chủ nhà thường là cứ xài thôi, đến khi hư là bạn. Vậy chơi xài chán á. Như vậy. Đây em đi về vỏ sau. Thì vỏ sau còn rất mới các bác nha. Đây vỏ sau mới lắm. Đấy. Đây vỏ sau rất mới. Em quên em mong bật chế độ sáng. Kiến không? La răng bốn cánh quý vị ơi. Đây. La răng này, vỏ này, rất mới các bạn nhé. Hai vỏ như nhau. Rồi bên dè thì nó cũng đã hơi mục một tí. Đây bên dè. Còn cái yên thì thường thường các bác biết rồi. Em thường thường em quay máy cày thì tất cả các loại yên của Việt Nam mình thì các bác tài xế máy cày thì phải nói là không biết là đít gì không biết, nhưng mà ăn hết yên luôn các bạn. Đấy. Lê Tuấn lại nói xấu máy cày Việt Nam, nhưng mình cũng không thích. Tức là cái hai bên rè của các máy cày của nước ngoài về đều bị reset. Thì chắc là trong cái thời gian đó là mồ hôi bên kia nó mặn hơn các bác nhá. Rồi đây bàn thờ và cái vô lăng của nó đây. Rồi chìa khóa đang còn, nhưng mà chủ nhà đi vắng không tiến máy được các bác nhá. Chủ nhà bao nổ cho các bác luôn 25 triệu. Đây,
nắp dầu đang còn. Rồi em đi vào chi tiết ra đằng sau bên này một chút, tức là cái đuôi của nó đây các bác này. Đấy, đuôi này. Đuôi này vẫn cày vẫn chiếc bình thường các bác nhá, nhưng mà không biết sới thì không biết có còn không. Cái cặp kiếm không biết còn không thì để em hồi sau cho các bác, nhưng mà vỏ bên này thì này, đang mới luôn. Tức là hai vỏ còn mới các bác nhá. Nói chung là ăn điểm. Nói chung là cái xe này. Đấy, Yamaha mà coi nhớ là tầm này thì các bác sẽ lựa theo chừng tiền bạc 25 triệu các bác xem sao. Các bác nhá, nếu được các bác điện thoại cho em 0394 326 198. Tất cả chủ nhà đều nói là đang sử dụng rất tốt, máy nổ bao êm, bao nổ, chưa sử dụng đến vấn đề gì. Rồi còn cái mọt thì các bác biết rồi. Đây, mọt thì nói chung có một đôi chút, hai bên cạnh nó có rỉ sét và nó bị ố rất nhiều. Mọt thì rộng 1,5 m, dài 2,5 m các bác nhá. Đấy, mọt lết một bánh các bác ạ. Đây này, mọt lết một bánh, hai ti biển các bác nhá. Đây một bánh này. Đây, chủ nhà che nắng che mưa bằng một cái tấm này. Đây, và đây. Đây, thông số của vỏ thì... Thông số của vỏ của nó là đi như nào ta? Đây. 25, 16. 25 trừ 16 các bác ạ. Đây. Đấy, thì em có nói đôi chút này. Đây này, mục này. Mục đôi chút thôi, còn ngoài là rất tốt. Nói chung mà để chở phân để giới kể còn thiên thu. Đấy, thiên thu vạn ạ. Không phải thử, chắc lắm các bác. Này, em lắc luôn đó, chắc cứng luôn. Rồi, hai ti biên các bác nhé. Hai ti biên. Đây, mọt em ở đây. Rộng 1,5 m loạt lòng các bác nhé. Cao 90 phân, có cả ống nhức đàng hoàng để cho chúng ta cơi lên. Thứ ba nữa là một cái trục rất chắc chắn. Mọt lết nhưng cả trục cực kỳ là chắc chắn. Có nhíp đàng hoàng, nhíp dày. Một bộ nhíp dày, rất dày. Các bác này. Rồi, cái ổ bi rất là tuyệt vời luôn đó các bác. Không, cái ổ để bỏ ấy, tuyệt vời. Nói chung là cái trục này thì phải nói là ăn tiền. Mình dám nói chắc khẳng định với các bạn cái mọt lết, nhưng mà cái này là ok luôn. Mình cảm thấy là, và cặp vỏ đây cũng ok luôn. 8.25 trừ 16 nhá. Đây vỏ đây, 8.25 16. 8.25 16. Rồi, với một cái bộ nhíp cực kỳ dày thì ok, cái này chở lên 10 tấn đến 8 tấn là ok luôn quý vị. Thoải mái. 2 tí, 1 tí biên. 1 tí biên các bác nhé, 1 tí. Rồi. Tầm này và cặp vỏ này là ok. Và riêng cái bộ đùi và cỡ nữa là tròn xe trắng loan. Các bác ạ. Rồi, ok. Em đi qua bên này cho các bác luôn. Bên này thì chủ cũng chưa. Đây các bác này. Đó. Thôi bên này cũng vậy thôi, không vấn đề gì. Nó có xỉ rét lâu ngày để nắng mưa. Rồi em đi qua về cái bên phía bên này, đuôi bên này. Để cho chắc, cho các bác rõ luôn. Đây cái chữ A của nó rất chắc nhé. Chữ A này được đắp hai cái liền vào với nhau. Rất chắc chắn. Có một đường ống dẫn dầu để ti bên. Rồi thứ hai là xe đít đôi. Lâu ngày không tắm rửa thì thế là cũng đen. Đấy, chủ nhà không tắm cho em đó, cho nên nhiều khi là nó đen xì luôn. Nó như gãi châu Phi các bác nhá. Đấy. Nói chung là cái gì cũng phải tắm rất sạch sẽ. Xà bông nhà biết, sữa con dê, nhức đàng hoàng. Đấy, các bác ạ. Đây, rồi ok. Em đi sang bên này nữa là xong các bác nhá. Đây là la răng này. Đẹp luôn. Đấy, xe để lâu ngày không làm cũng phải bán thôi. Đấy, thì trong tầm giá 25 triệu em đã review xung quanh cho các bác. Rồi em lên đây này một chút đây nữa, chưa xong. Nhưng mà kiến nhiều quá các bác. Đây. Rồi, em review xong bên này thì ở bên này cục đề và chữ Yamaha thương hiệu của em ở đây. Để bên này Yamaha thương hiệu, nó liền với lốc máy luôn các bác nhá. Đấy, thì bình bọng thì không biết đi đâu mất tiêu rồi. Đấy, bình bọng thì đi rồi. Thì để hỏi chủ nhà, coi có bình bọng gì. Đấy, rồi, riêng nó còn như vậy rồi. Còn cái yên thì cảm thấy là mất cảm tình nhất cái yên này. Đấy, nó rỉ, nó xét rồi cũng để đây. Có những cái hôm Lê Tuấn đi quay một cái gà đẻ trên yên luôn các bạn. Ừ,
gà đẻ tung lum ấy. Rồi đây, thì cái bình để đây nhưng mà đi đâu mất rồi nè. Rồi, để tí nó hỏi chủ nhà bình. Rồi, em đến đây cũng đã là dừng lại. Và cũng lời đầu tiên thì cũng báo cáo với các bác là em báo giá xong với các bác là chiếc xe này 25 triệu, còn thương lượng một chút các bác nhé. Đấy, xe Yamaha IM1700 có một cái mọt dài 2,5 m, rộng 1,5 m, cao 90 phân. Rồi, giá 25 triệu còn thương lượng. Các bác cái điện thoại cho em 0394 326 198, em sẽ cho các bác đến. Và xong em báo giá xong thì em cũng báo thời tiết từ sáng đến giờ. Lúc này là 9:30 gần 10 giờ. Tức là áp thấp nhiệt đới là mưa từ sáng đến giờ các bác ạ. Em không quay được cái gì hết. Bây giờ mưa em lội vào đây thì em quay thì trời lại nắng. Trời lại hừng hừng lại. Nhưng mà chắc chắn nó ra mưa nữa. Bởi vì thời tiết lúc này là đang còn bão. Ảnh hưởng cơn bão. Và sau đây em xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe. Và một lời chào tràn đầy hạnh phúc. Và hôm nay lại là thứ năm các bác nhé. Rồi. Em đồng hành cùng các bác liên tục trên suốt chặng đường tìm cái cũ của người ta về làm cái mới cho mình. Luôn luôn em mong các bác ủng hộ em, like cho em, share và đăng ký để đến phần khúc nào của các bác sẽ xem và gọi điện cho em. Các bác nhé. Và em mong các bác có những cái chảo cũ, có những xe cũ đấy, mà không xài đến. Các bác để mua xe mới thì các bác bán lại cho em. Em đến em quay hoặc quay là dù cái bạn với em lên em bán cho người khác với một cái giá rẻ rẻ một chút các bác ạ. Rồi cuối cùng em xin dừng video tại đây. Xin hẹn lại video sau. Cảm ơn các bác rất nhiều.